第371天, ngày ba trăm bảy hãy nghe và nhắc lại cách nói, Chỉ là sợ giờ em ăn thịt dê nướng ăn nhiều rồi. 我是怕你现在吃烤羊肉吃多了。我,是,怕, 你现在吃烤羊肉吃多了，我是怕你现在吃烤羊肉吃多了。 bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. thuận theo con đường này.顺着这条路。cảm giác tay rất tốt.手感很好。 mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào. Chuyên sản áo y bù hợp thân giờ mà bản. Tiếp tục đi thang máy. Chỉ suy dụ điển thi. Đồ đẹp giá rẻ. Ủ mấy trả lén. Đi trả tiền. Chuy phủ chén. Người Đài Loan. Thái Oan rấn. Quán đồ nướng. Sao khảo tiền. Không có việc gì, không sao. Mấy sở. Mười phút. Sứ phân trung. Yên tâm, sẽ không hối hận đâu. 不会 càng nhiều càng tốt, yer yer buôn bán tốt nhé buôn mắn tốt ạ à. khó quay lại mua bụng để bụng

色，怕。